xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con ngẩng đầu lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Virginia thực hiện để giải bày chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại, cũng như giải đáp những thắc mắc của quý thính giả về niềm tin của Cơ Đốc giáo. Chúng tôi cũng đồng ý với Mục sư Billy Graham rằng chúng ta không thể dùng sự hiểu biết hữu hạn của con người để giải bày tất cả những gì Đức Chúa Trời đã mặc khải qua Kinh Thánh, cũng như giải thích tất cả những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng mời những vị mục sư, những diễn giả dày kinh nghiệm và được đầy ơn Chúa để có thể trình bày cho quý vị hiểu thấu đáo được lời của Đức Chúa Trời, hiểu được chân lý cứu rỗi. Rất mong quý vị theo dõi và giới thiệu đến thân hữu, bạn bè xa gần để họ cũng được nghe lời Chúa và được cứu như chúng ta. Kính thưa quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, cũng như quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành của Hội Thánh Chúa tại Virginia. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi như thường lệ gồm có hai phần: câu chuyện hàng tuần và phỏng vấn giải đáp niềm tin. Trong đề mục câu chuyện hàng tuần ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề Đức Tin, qua phần trình bày của Hà Vân, Nam Anh và Kevin Phạm. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Đức tin. Trên chuyến xe lửa đi về Paris, có một thanh niên trẻ ngồi cạnh một cụ già. Chỉ ít phút sau, khi đoàn tàu trưởng bánh, cụ rút trong túi áo ra một cổ trạng hạt và chìm đắm trong cầu nguyện. Một sinh viên trẻ quan sát cử chỉ của cụ già với vẻ bực bội. Sau một hồi lâu, xem chừng không thể chịu nổi, anh ta mạnh dạn lên tiếng. Thưa ông vẫn còn tin vào những chuyện nhảm nhí thế à? Cụ già thản nhiên trả lời. Đúng vậy, tôi vẫn tin. Còn cậu không tin sao? Người thanh niên sắc sược trả lời. Lúc còn nhỏ tôi có tin, nhưng bây giờ làm sao tôi có thể tin vào những chuyện nhảm nhí ấy được? Bởi vì khoa học đã mở mắt cho tôi. Ông cứ tin tôi đi, và hãy học những khám phá mới của khoa học. Rồi ông sẽ thấy rằng những gì ông tin từ trước đến nay đều là những chuyện nhảm nhí hết. Cụ già nhỏ nhẹ hỏi người sinh viên. Cậu vừa nói về những khám phá mới của khoa học. Liệu cậu có thể giúp tôi hiểu được chúng không? Người sinh viên nhanh nhẩu trả lời. Ông cứ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi sách vở đến cho ông. Rồi ông sẽ say mê đi vào thế giới phong phú của khoa học cho mà xem. Cụ già từ từ rút ra trong túi một tấm danh thiếp và trao cho người sinh viên. Đọc tấm danh thiếp, người sinh viên bỗng xấu hổ đến tái mặt và lặng lẽ rời sang tòa khác. Bởi vì trên tấm danh thiếp ấy có ghi Louis Pasteur, Viện Nghiên cứu Khoa học Paris. Các bạn thân mến, đoạn kết của câu chuyện thật là bất ngờ và ý nhị phải không? Chúng ta thấy rõ sự tương phản giữa hai thế hệ già và trẻ, giữa đức tin nơi Chúa và sự vô thần, giữa tính khiêm cung và lòng kiêu ngạo. Có lẽ nhiều thế hệ người Việt, tuổi từ trung niên trở lên, đều biết đến Louis Pasteur. Sài Gòn thân yêu của chúng ta cũng có đường Pasteur và có viện Pasteur. Ông là nhà nghiên cứu về hóa học và vi sinh học, nổi tiếng về những khám phá trong lĩnh vực tiêm chủng vaccine, về thuyết lên men vi sinh, khử trùng thực phẩm,
và những khám phá trong kỹ nghệ lụa tơ tằm vân vân. Ngày nay chúng ta thường thấy chữ pasteurize in trên các hộp hay bao bì thực phẩm. Để nói đến thực phẩm được khử trùng bằng phương pháp mà nhà bác học này khám phá. Đặc biệt là những thực phẩm ở dạng lỏng như sữa, bia, rượu, vân vân. Ngoài ra, bác học Pasteur cũng được biết đến với những công trình nghiên cứu về vi khuẩn cũng như khám phá ra vaccine chủng ngừa cho nhiều bệnh. Trong đó có bệnh chó dại và bệnh than anthrax. Là một nhà bác học sống ở thế kỷ thứ 19, nhưng những khám phá của ông vẫn đem lại lợi ích lớn cho nhân loại và đặt nền tảng cho nhiều nghiên cứu khoa học ngày nay và về sau. Chúng ta biết đến Louis Pasteur, một nhà bác học có nhiều công trình cống hiến cho nhân loại. Nhưng có mấy ai biết rằng ông là một người khiêm cung và có đức tin nơi Chúa? Trong cuộc đối thoại với người thanh niên vô tính, hợm hĩnh và khoe mình, ông vẫn từ tốn khẳng định rằng: đúng vậy, tôi vẫn tin. Sự khiêm tốn và đức tin nơi Chúa của Louis Pasteur là một điều đẹp lòng Chúa mà chúng ta cần phải trân trọng và noi theo. Để hiểu rõ thêm, mời các bạn giờ đây suy gẫm định nghĩa về đức tin được ghi lại trong Kinh Thánh. Hebrews chương 11 câu 1: Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Chúng ta nhớ lại câu chuyện được chép trong Kinh Thánh. Khi Chúa Giê-xu phán cùng Thomas Didym, là một người trong 12 sứ đồ của Chúa. Sau khi Đức Chúa Giê-xu chịu đóng đinh chết trên thập tự giá, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại. Ngài đến với các môn đồ đang nhóm lại trong nhà. Lúc Ngài đến thì Thomas không có mặt ở đó. Khi các môn đồ khác nói với người rằng: chúng ta đã thấy Chúa, thì Thomas trả lời rằng: nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. Ít lâu sau đó, Chúa Giê-xu lại đến với các môn đồ đang nhóm nhau trong nhà. Có Thomas ở đó. Ngài phán bảo Thomas hãy đặt ngón tay vào bàn tay Ngài và xem bàn tay có dấu đinh của Chúa. Cũng bảo Thomas đặt tay vào sườn Chúa nơi có vết giáo đâm vào. Lúc đó Thomas mới thưa rằng: lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Lúc đó Đức Chúa Giê-xu phán rằng: vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. John chương 20 câu 29. Hãy tâm niệm điều này để biết rằng những ai thật có đức tin nơi Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời xuống thế chịu chết để cứu nhân loại khỏi án phạt của tội lỗi, và Ngài đã phục sinh, thì người đó thật có phước lớn. Cho dù chúng ta chẳng từng thấy Chúa Giê-xu và bàn tay có dấu đinh của Ngài, nhưng chúng ta có đức tin nơi điều đó, cũng như Louis Pasteur đã tin và khẳng định đức tin của mình nơi Chúa. Đức tin đó khiến kẻ tin được cứu khỏi hỏa ngục và được hưởng thiên đàng phước hạnh đời đời. Còn gì quý hơn điều này phải không? Cũng cần biết rằng không hề bởi việc làm mà con người được cứu. Để không một ai trông cậy vào sức riêng của mình nữa, những việc làm tưởng như là công trình của con người, tội nhân ô uế trước mặt Chúa, chỉ là cái áo nhơ nhớp. Án phạt của tội lỗi khiến con người héo như là lá úa bị gió thổi bay đi. Mà hỏa ngục là đích đến đời đời của tội nhân bị đoán phạt. Kinh Thánh khẳng định rõ điều này như sau: chúng tôi hết thảy
đã trở nên như vật ô uế. Mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhốt. Chúng tôi thấy điều héo như lá và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Vậy từ giờ phút này, nếu bạn muốn được cứu khỏi án phạt của tội lỗi ở hỏa ngục, hãy biết mình là tội nhân, không phương chi tự cứu. Hãy cầu nguyện với Chúa Giê-xu để xin Chúa tha tội và tiếp nhận ơn Chúa để chịu chết thay cho bạn trên thập tự để cứu bạn thoát công cùng của tội lỗi. Bởi đức tin của bạn nơi đấng cứu thế, bạn sẽ được cứu khỏi hỏa ngục. Thật là có phước lắm thay. Hãy nhớ lại nhà bác học Louis Pasteur, một người nổi tiếng, có địa vị cao trọng trong xã hội, có mọi vinh dự của cuộc sống nơi nhà tạm này. Nhưng ông vẫn khẳng định đức tin nơi Chúa. Trong thời khóa biểu vô cùng bận rộn của ông vẫn dành thì giờ cầu nguyện và tương giao cùng Chúa. Kính thưa quý thính giả, tiếp theo là phần phỏng vấn và giải đáp niềm tin. Trong chương trình phỏng vấn và giải đáp niềm tin hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe phần giải đáp của mục sư Huỳnh Văn Thảo, đàng hầu Việt Chúa tại Xuân Lộc, Đồng Nai, Việt Nam, qua một câu hỏi mà chúng tôi vừa nhận được từ một vị thính giả gửi đến cho chúng tôi trong tuần qua. Câu hỏi ngày hôm nay có nội dung như sau. Thưa quý ông, thưa mục sư, xin quý ông giải thích giùm cho chúng tôi là chìa khóa của nước thiên đàng do ai nắm giữ và dựa vào tiêu chuẩn nào để được vào thiên đàng. Và giờ này chúng tôi xin trân trọng kính mời mục sư Thảo dùng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời cũng như sự hiểu biết Chúa ban cho mục sư để làm sáng tỏ câu hỏi mà chúng tôi vừa nêu lên để cho chúng tôi cũng như quý thính giả nêu lên câu hỏi ngày hôm nay hiểu lời Chúa một cách tường tận. Xin trân trọng kính mời mục sư. Trân trọng kính chào quý vị và các bạn thính giả đang theo dõi chương trình phỏng vấn niềm tin Cơ Đốc hôm nay. Kính thưa quý vị, kính thưa các bạn, chúng tôi đã nhận được một câu hỏi rất quan trọng có nội dung như thế này. Thưa mục sư, thưa chương trình, chìa khóa để vào cửa thiên đàng là ở đâu? Ai là người nắm giữ? Tiêu chuẩn để được xét duyệt vào thiên đàng là gì? Kính thưa quý vị và các bạn thính giả thân mến, theo sách Tin Lành Giăng chương 3, Chúa Giê-xu có một cuộc gặp gỡ với một người phái Pha-ri-si, là nhóm người hiểu biết về Kinh Thánh và là lãnh đạo tôn giáo của dân sự lúc đương thời. Ngài đã chỉ cho Nicodem là người Pha-ri-si về việc người ta làm sao có thể biết được nước thiên đàng khi Ngài phán. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Giăng chương 3 câu thứ 3. Kính thưa quý vị, kính thưa các bạn, sanh lại có nghĩa là phải được tái sanh, tức là phải tin nhận Chúa Giê-xu để họ được sanh lại một lần nữa. Tin nhận có nghĩa là phải công bố lên bằng lời nói và mời Chúa ngự vào lòng để có sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống. Khi nói đến như thế thì người Pha-ri-si này không hiểu được ý của Chúa. Nhưng Đức Chúa Giê-xu tiếp tục phán rằng, Đức Chúa Giê-xu đáp, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Giăng chương 3 câu thứ 5. Muốn được như vậy thì sau khi tin nhận Chúa Giê-xu, người đó phải chịu phép báp têm bằng nước và nhận sự đổ đầy của Đức Thánh Linh để được dạy dỗ bằng lời của Đức Chúa Trời. Chỉ có thể nhận lấy lời và sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì người đó mới có thể hưởng được nước thiên đàng, tức là được vào nước thiên đàng. Chúng ta có thể tạm hiểu là làm thế nào để có được chìa khóa vào nước thiên đàng. Nhưng bây giờ hãy xem về chìa khóa nước thiên đàng sẽ được Chúa Giê-xu nắm giữ như thế nào, bởi Ngài là trung tâm của mọi sự cứu rỗi. Trong Kinh Thánh từ sách Ê-sai, Đức Chúa Trời đã phán về chìa khóa, chúng ta có thể xem xét bắt đầu từ đó và tìm hiểu hơn về vấn đề chìa khóa được nói tới hôm nay. Ta sẽ đem chìa khóa nhà David để trên vai nó. Hễ nó mở, không ai đóng được. Nó đóng, không ai mở được. Ê-sai chương 22 câu thứ 22. Khi vua David là vị vua mà chính Đức Chúa Trời đã có lời hứa với ông, là ngôi vua của David còn lại từ đời này đến đời kia. Nhưng vương quyền như người Israel cứ tin rằng
nó một vương quyền trên đất và không liên quan chi đến vấn đề thuộc linh. Chữ nó mà chúng ta đọc trong sách Ê-sai chương 22 câu 12 là đang nói đến con dân Israel dòng dõi của nhà David. Lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho nhà vua David được ghi nhận như sau. Nhưng vì Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với David, bởi Ngài đã hứa rằng sẽ ban một ngọn đèn cho người và cho con cháu người đến đời đời, nên Ngài không muốn diệt nhà David. Sự ký thứ nhì, chương 21, câu thứ 7. Lời hứa của Đức Chúa Trời cho dòng dõi vua David về vương quyền và sự cai trị, chúng ta có thể hiểu là ngọn đèn trong câu kinh thánh trên để chỉ người kế vị cho các đời vua qua các triều đại của dân Giu-đa. Thế nhưng, họ đã không giữ được điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi. Hậu quả là cho tới thời của Marie và Joseph thì họ không còn được làm vua trên dân sự Ngài nữa. Nhưng lời hứa về đấng Messi, tức là đấng được sức dầu, vẫn không mất. Đức Giê-hô-va đã thề quyết với David, Ngài cũng chẳng hề bội mà rằng ta sẽ đặt trên ngôi ngươi một con ngươi sanh ra. Nếu con cái ngươi giữ giao ước ta và những chứng cớ mà ta sẽ dạy cho chúng nó, thì con cái chúng nó cũng sẽ ngồi trên ngôi nước đến đời đời. Thi Thiên 132 từ câu 11 đến câu thứ 12. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Giê-xu đã được sanh ra trong dòng vua David. Chúng ta đọc thì có thể hiểu được Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa của Ngài từ chỗ Joseph và Marie, và Marie là người đã cứu mang và sinh ra Chúa Cứu Thế qua sự ở cùng và giúp đỡ của Joseph chồng bà. Một điều mà chúng ta ai cũng đều biết rằng cả Joseph và Marie đều thuộc về dòng vua David. Không chỉ một mình Joseph mà chính Marie cũng như thế. Nếu không phải thì Chúa Giê-xu làm sao hợp pháp là dòng dõi của vua David được? Vì gia phả của Chúa Giê-xu được ghi nhận theo Tin Lành sách Ma-thi-ơ trong chương 1. Giê-xê sanh vua David, David bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn. Ma-thi-ơ chương 1 câu thứ 6. Chúng ta có thể biết được từ Sa-lô-môn cho đến Joseph. Như vậy, liên hệ của vua David cho tới Joseph là thuộc dòng của Sa-lô-môn. Nhưng hãy tra cứu trong sách Luca chương 3. Melea con Mena, Mena con Mát-ta-tha, Mát-ta-tha con Na-thang, Na-thang con David. Luca chương 3 câu thứ 31. So sánh và đối chiếu với gia phả mà Tin Lành Luca ghi nhận thì từ vua David, dòng dõi của Joseph theo dòng của Na-thang, rồi từ Tin Lành Ma-thi-ơ thì từ dòng của Sa-lô-môn. Chúng ta có thể thấy là dù Tin Lành Ma-thi-ơ hay Luca đều chỉ nói là Joseph và không nói tới Marie. Đối với người Hebrew thì con rể cũng như con trai trong nhà. Vậy thì chúng ta có thể nói tới lời hứa về chìa khóa và ngôi vị vương quyền của Đức Chúa Giê-xu Christ. Chính Chúa Giê-xu là đấng đã được Kinh Thánh nói đến về quy quyền của Ngài và vương quyền của Ngài là đời đời. Khi Ê-sai đã tiên tri về điều này trên dòng dõi David qua chính đấng cứu thế. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi. Ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đang làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Ê-sai chương 9 câu 6. Sách Ê-sai đã được ghi nhận lời công bố này về Đức Chúa Giê-xu và rồi Tin Lành Luca cũng có nhắc điều này. Nhưng hãy xem tiếp cánh cửa được mở ra khi Chúa Giê-xu đến và Ngài phải chết để cứu rỗi nhân loại. Điều mà người ta cần phải làm khi biết điều này là trung tâm điểm của câu hỏi cần xem xét. Xưa, Môi-se treo con rắn nơi đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải treo lên giường ấy. Hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng chương 3 câu 15 đến câu thứ 17. Tin vào danh của Chúa Giê-xu sẽ được sự sống đời đời. Nhưng chúng ta đừng vội vã kết luận về chữ tin ở đây. Bởi vì có một người đã từng hỏi Chúa khi Ngài đi giảng dạy ở thế gian: tôi phải làm chi để được sự sống đời đời? Chính Chúa để dạy người rằng: người hỏi những điều răn gì? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: những điều này: đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy thảo kính cha mẹ.
phải yêu kẻ lân cận như mình. Ma-thi-ơ chương 19 câu 18 đến câu thứ 19. Hãy xem câu hỏi của người này và câu hỏi của Chúa. Nhưng người hỏi đáp lại Chúa rằng: Tôi đã giữ đủ các điều này, còn thiếu chi cho tôi nữa? Thì Đức Chúa Giêsu trả lời: Điều chính yếu cần làm. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời. Rồi hãy đến mà theo ta. Ma-thi-ơ chương 19 câu 21. Đây là chỗ mà Chúa Giêsu trả lời: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, bỏ hết mà theo Ngài. Chúng ta có thể hiểu ai nắm giữ những chìa khóa của sự sống vào nước thiên đàng. Đó chính là Chúa Giêsu, là đấng nắm giữ chìa khóa này. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, tin Chúa là đi theo Chúa. Tin không chỉ có nghĩa là công nhận là có rồi thôi. Tin là sống cùng, đồng hành cùng với Chúa trong cuộc sống mình và sống theo điều Ngài dạy dỗ. Nếu ai đó chịu tội cho mình, dạy gì không để người đó chịu. Nhưng để sống và đi theo Ngài thì có nhiều người không muốn thế. Họ chỉ muốn sống theo điều họ muốn, và do đó theo Chúa chính là điểm mà người ta thường hay suy nghĩ lại về chỗ này. Nhưng nếu Ngài đã dạy rằng vậy, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta là đường đi lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Giăng chương 14 câu thứ 6. Ngài là đường để đến được với Cha, tức là đến trong vương quốc đời đời thì phải được sự dẫn dắt của Chúa Giêsu. Chính Ngài là đấng nắm giữ chìa khóa của sự sống và sự chết. Chỉ một mình Chúa Giêsu Christ, và sau khi chịu chết trên thập tự giá chuộc tội cho nhân loại, Ngài sống lại và từ sách Khải Huyền, Ngài đã công bố vương quyền của Ngài. Ngài đã từng phán rằng: Ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Khải Huyền chương 1 câu thứ 18. Sự chết và âm phủ không thể cầm giữ được Ngài. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã có phán sau khi Ngài sống lại rồi, trước khi trở về trời, Ngài đã dạy các môn đồ rằng: Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Chúa Thánh Linh và làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và nay ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ma-thi-ơ chương 28 từ câu 18 đến câu thứ 20. Môn đồ của Chúa sẽ dạy dỗ cho muôn dân và nhân danh Ngài làm phép báp têm cho người nào tin và dạy họ giữ mọi điều Ngài truyền. Như vậy, hội thánh của Chúa Giêsu nhận lấy thẩm quyền mà Chúa Giêsu trao phó để dạy dỗ cho muôn dân, và như lời Ngài phán dạy: Hãy đi dạy dỗ muôn dân, bất luận ai cũng phải chia sẻ và dạy dỗ, bất luận dân tộc nào và đất nước nào cũng phải chia sẻ và dạy dỗ họ điều Ngài đã dạy hội thánh. Chính Chúa Giêsu cũng đã trao thẩm quyền này cho hội thánh của Ngài khi phán rằng: Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì các ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì các ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Ma-thi-ơ chương 16 câu 19 câu thứ 20. Chính Chúa Giêsu công bố lời này: Ngài xây dựng hội thánh Ngài ở trên đá và các cửa âm phủ chẳng thắng được. Rồi Ngài trao chìa khóa nước thiên đàng cho hội thánh, và hội thánh sẽ phải đại diện cho Chúa Giêsu làm công việc là mở nước thiên đàng mà Ngài dạy ở dưới thế gian này, hầu cho ai tin vào danh Chúa sẽ nhận được sự cứu rỗi từ nơi Ngài. Kính thưa quý vị, kính thưa các bạn thính giả thân mến, chúng tôi xin mạn phép và kết luận với những điểm nhấn như sau. Thứ nhất, để có thể biết được chìa khóa của nước thiên đàng ở đâu thì bắt buộc phải biết tới Chúa Giêsu Christ. Chính Ngài là đấng đã cứu rỗi nhân loại và là đấng nắm giữ chìa khóa này. Trong Tin Lành Giăng chương 3, lời Chúa Giêsu đã dạy dỗ tiến trình của một người đến với Đức Chúa Trời từ chỗ sanh lại để thấy nước thiên đàng, rồi phải được sanh lại bằng nước và Thánh Linh, người đó mới được vào nước thiên đàng. Điểm nhấn thứ hai là chìa khóa của nước thiên đàng, như có nói ở trên, là do chính Chúa Giêsu là đấng nắm giữ, và Ngài được Đức Chúa Trời trao cho trọng trách để cứu rỗi nhân loại qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Qua các lời tiên tri, qua các lời mặc khải của Kinh Thánh mà chúng ta có thể biết được Chúa Giêsu theo dòng vua David đã nắm giữ uy quyền và vương quyền của nước thiên đàng, và Ngài là đấng quyết định mọi sự trong đó. Và điểm nhấn sau cùng, khi Chúa Giêsu trở về trời, Ngài đã giao thẩm quyền cho hội thánh ở thế gian để hội thánh, tức là những môn đồ tin kính Chúa, sẽ giúp đỡ cho bất cứ ai muốn đến với sự cứu rỗi và tin nhận Chúa Giêsu
hầu được sự sống đời đời và được tiếp nhận vào nước thiên đàng. Nguyện xin những điều này giúp đỡ cho mỗi chúng ta tin hơn về những gì mà Đức Chúa Trời hằng trao phó chúng ta để giúp đỡ cho mỗi người đến với Ngài. Amen. Kính thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn nghe lại chương trình này, quý vị có thể vào trang web của chúng tôi qua địa chỉ www.phatthanhtinlanh.net. Nếu quý vị muốn có CD hay thẻ nhớ của chương trình, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703-232-6457. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, chương trình Phát Thanh Tin Lành đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước trên quý vị và gia đình. Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con vui.